Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Trên thực tế, suốt những năm đầu sự nghiệp, Hoài Linh còn là người phản đối gay gắt nhất chuyện Dương Triệu Vũ làm ca sĩ. Bức tâm thư mà Dương Triệu Vũ vừa đăng tải nói về chuyện dựa dẫm Hoài Linh đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đây là lần hiếm hoi Dương Triệu Vũ lên tiếng về người anh ruột quyền lực của mình bằng những sẻ chia đầy cảm xúc. Với những người trong nghề, câu chuyện Vũ chia sẻ chẳng phải điều gì lạ lắm. Nhưng với khá nhiều khán giả, câu chuyện của em trai Hoài Linh hẳn cũng mang tới cho họ rất nhiều những bất ngờ. Dương Triệu Vũ có cơ hội để rửa hơi của Hoài Linh. Công bằng mà nói, tình thân giữa anh em ruột trong gia đình chắc chắn là thứ không thể nào thay thế. Là em ruột của Hoài Linh, Dương Triệu Vũ cũng sẽ có những ưu thế nhất định trong sự nghiệp. Hoài Linh từng gay gắt phản đối Dương Triệu Vũ đi theo con đường nghệ thuật, thậm chí không nhìn mặt anh một thời gian vì dám bỏ con đường học hành đi hát. Nhưng nếu nói để có được đòn bẩy hay chiếc thảm đỏ trải dài từ phía Hoài Linh thì có lẽ đó là một quan niệm hoàn toàn không chính xác. Bởi những ngày đầu đi hát, Dương Triệu Vũ gần như không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ Hoài Linh, nếu không muốn nói là ngược lại. Trong bức tâm thư, Dương Triệu Vũ chỉ sẻ chia ngắn gọn, anh Linh muốn tôi làm bác sĩ nên không hề ủng hộ tôi làm nghệ thuật. Trên thực tế, câu chuyện đi hát của Dương Triệu Vũ còn dài hơn thế, đặc biệt hơn thế rất nhiều. Hoài Linh không hề muốn em trai đi theo nghệ thuật. Anh và gia đình đã định sẵn ra con đường cho Dương Triệu Vũ, học ngành y và làm bác sĩ. Ngay từ đầu, Hoài Linh đã không thích Dương Triệu Vũ đi theo con đường của mình, vì anh nghĩ em trai mình không hợp. Lần rẽ ngang đi làm ca sĩ của Dương Triệu Vũ là lần duy nhất anh dám cãi lời của Hoài Linh. Thường thì trong tất cả mọi quyết định của Hoài Linh, các em đều nhất mực nghe lời. Ngoài sân khấu, Hoài Linh lại là mẫu người khá nghiêm khắc, thậm chí là gia trưởng. Chính bởi vậy, Dương Triệu Vũ cũng chưa từng dám cãi lời anh, trừ lần duy nhất nhưng cũng nghiêm trọng nhất, bỏ làm bác sĩ để làm ca sĩ. Khỏi phải nói Hoài Linh đã giận dữ thế nào trước lần tạo phản của em trai. Không chỉ anh, mà với cả gia đình đây còn là một cú sốc lớn, vì chưa ai nghĩ rằng cậu út ngoan hiền kia lại dám rẽ ngang khỏi con đường đã định sẵn cho mình. Thậm chí, nhiều câu chuyện trong làng giải trí còn kể lại rằng chỉ vì dám đưa Dương Triệu Vũ đi hát mà Đàm Vĩnh Hưng cũng bị vua hài nổi giận, không nhìn mặt suốt một thời gian. Với tất cả những lý do đó, liệu Hoài Linh có thể dành cho Dương Triệu Vũ bất kỳ sự trợ giúp nào? Nỗi oan khó giải của Dương Triệu Vũ. Thẳng thắn mà nói, Dương Triệu Vũ cũng có may mắn nhiều hơn những đồng nghiệp khác. Dù Hoài Linh không trực tiếp giúp đỡ anh, nhưng mối quan hệ thân thiết của vua hài cùng nhiều ngôi sao khác cũng tạo ra những lợi thế nhất định cho Dương Triệu Vũ. Có điều, đúng như anh chia sẻ, có ai đi mua vé chỉ vì tôi là em trai của Hoài Linh. Danh phận, những mối quan hệ chỉ làm nên đôi chút thuận lợi, còn trong nghề ca sĩ, Dương Triệu Vũ vẫn phải đi lên bằng chính thực lực của mình. Năm 2004, Dương Triệu Vũ đã là ngôi sao trẻ của Trung tâm Thúy Nga, nơi quy tụ những nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng nhất bấy giờ. Rất nhiều khán giả vẫn còn nhớ mãi ấn tượng về một Dương Triệu Vũ sang trọng, điềm đạm và thu hút, chứ không phải nhớ tới em ruột Hoài Linh. 15 năm về trước, Dương Triệu Vũ đã là ngôi sao của Trung tâm Thúy Nga, điều mà nếu chỉ cái mác em trai Hoài Linh không bao giờ làm nổi. Thậm chí, rất nhiều khán giả trong nước sau khi biết tới Dương Triệu Vũ một thời gian dài mới bất ngờ trước thông tin anh là em trai ruột của Hoài Linh. Phần vì ngoại hình của họ không hề giống, phần vì suốt những năm đầu sự nghiệp, chưa bao giờ Dương Triệu Vũ lấy mối quan hệ ruột thịt ra làm bệ phóng cho mình. Phải tới nhiều năm sau, tới khi Dương Triệu Vũ về Việt Nam lập nghiệp, Hoài Linh mới lần đầu tiên xuất hiện trong live show của em trai tại sân khấu Lan Anh. Dương Triệu Vũ vẫn chia sẻ rằng đó là lần đầu tiên Hoài Linh chấp nhận ủng hộ anh với tư cách một người nghệ sĩ. Trong suốt những năm tháng ca hát tại Việt Nam, nhiều người thậm chí còn thắc mắc rằng tại sao Hoài Linh lại có phần lớn là cậu em trai hơn nhiều người khác. Rất hiếm khi Hoài Linh xuất hiện cùng chương trình với Dương Triệu Vũ, dù anh có thể giới thiệu hàng loạt con nuôi, cháu nuôi. Gần như người ta không thấy Dương Triệu Vũ nhận được sự nâng đỡ nào rõ rệt từ phía ông vua hài, dù việc đó nằm trong tầm tay của Hoài Linh. Ngay cả Dương Triệu Vũ cũng chỉ chia sẻ, những giúp đỡ của Hoài Linh đối với anh chủ yếu là những lời tư vấn, góp ý và định hướng, chứ không hề dùng quyền lực hay tầm ảnh hưởng để nâng đỡ. Có lẽ, đó cũng là niềm tin mà Hoài Linh đặt vào cậu em trai, bởi anh hiểu Dương Triệu Vũ không cần tới sự dịu dắt của mình để tiến xa.
Có nhiều thứ mà có lẽ chỉ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ mới có thể trả lời. Chỉ biết rằng xuyên suốt sự nghiệp của chàng ca sĩ, anh gần như không có cơ hội để dựa dẫm người anh trai nổi tiếng, và có lẽ đó cũng là điều Dương Triệu Vũ tự hào. Bởi anh có thể đứng vững bằng tên tuổi của mình thay vì cái danh em trai của Hoài Linh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.